oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Trời, hẹn ra đây làm chi vậy? Trời đất ơi, ngồi xuống đi. Tôi hẹn ông ra đây là có cái này nói cho ông nghe nè. Cái gì thì nói đi, mà cái gì lúp lúp ló ló vậy? Tôi sợ mấy người kia nó thấy tôi mới mua cái điện thoại bật nắp. Cho coi đi. Hả? Rồi cái nắp nó đâu? Ồ, từ từ giác ngộ rồi ha. Thôi mà điện thoại bèo ông ơi. Tôi sao? Còn cái này xịn hơn ông nữa. Sao không đưa tôi coi? Bình tĩnh nha, giữ cho kỹ nha. Ừ. Anh cho. Đây nè. Này hả? Ừ. Gọi nắp chuột gì hả? Đúng rồi. Hay quá hả? Trời ơi, dạo này thời buổi có điện thoại. Con gái tôi nó gọi nè. Nghe mấy. Nghe chứ phải. Có khỏi, gửi lời hỏi thăm giùm luôn. Ông kỳ cục quá. Già cả rồi, người ta muốn nói tự nói đi, nhắn gửi không có được. Ờ quên ha, tao phải tự nói chứ. Lô. Ê ông có điện thoại nào đập thẳng lỗ tai nghe không? Này nghe chắc con này banh chẳng ba quá. Này không phải iPhone nắp trượt mà là iPhone đít trượt. Chán ông quá à, tôi còn cái nữa xài đỡ nè. Ừ. Có điện thoại bàn nè. Ừ đúng rồi. Trời đất ơi ông ơi. Lần đầu tiên tôi mới thấy cái điện thoại bàn mà nó bự hơn cái đầu tôi luôn á. Ê sim với thẻ nhớ là bỏ chung một chỗ hả? Đồ hiện đại nó xài mới vậy. Không chưa hết thầy. Chưa. Thật thì hồi đấy. Trẻ em gì cái chi nữa? Diện mà sạc pin mà cục pin lòi ra ngoài như rửa. Các em diện mà thầy trên sân khấu được chi là nhiều mùi. Không có được làm chứ nữa. Mình làm nghệ thuật là mình phải làm rắn cho nó tệ nhì. Nhưng cái đó là mình phải ý nhì một tí. Các em hiểu chưa? Không phải muốn diện cái chi mà diện á. Xuống. Bài này thầy cũng cắt. Nhóm khác lên. Trời ơi tôi bị lạc rồi. Tôi bị lạc rồi. Có ai cứu tôi với? Tôi bị lạc trong rừng nè. Trời ơi tôi sợ quá à. À quỷ. Quỷ khóc. À quỷ cười. Quỷ khóc cười. Sợ quá sợ quá. Có ai không? Có ai không? Ra cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu à, cứu tôi với à. Mày đúng vô. Đúng câu nêu tao mới ra được. Trời đất bước ra ra coi. Bước ra. Nè tao dặn ra là cứu tao với là ra liền. Sao mày mắc cười quá hả? Cứu gì mày bỏ ẩm mày nói câu khác nghe chưa? Câu khác là câu gì? Tao có một câu thoại mà mày mắc cười. Mày gọi xuống lên luôn đi. Tao không làm nữa tao mệt. Mày không làm rồi đây. Mày con quỷ này nữa hả? Tao kêu mày ra ngay cái câu thoại đó tại sao không ra? Tao nói mày né té xuống rồi mà sao không té? Té cái gì mà té? Nè tụi bay phải biết ứng biến thấy không? Ví dụ tao nói sai câu thoại thì mày cũng phải đi tiếp chứ. Hả con quỷ kia đứng đó làm gì hả? Đứng đó làm cái gì? Tại sao bây giờ không ra làm cho tao? Trời ơi tự nhiên mày quỷ khóc quỷ cười nữa sao? Thầy xin lỗi là các em đang chửi nhau ở trong nhân vật hay là các em chửi nhau ngoài đời nữa? Cái luôn thầy. Sân khấu là cái thành gương, không phải là cái chờ của các cô các cậu. Lên cãi nhau như nữa. Tập tranh là phải cho nó đàng hoàng, phải kết hợp với nhau, phải bắt tên e với nhau. Các em hiểu không? Không phải lên sân khấu rồi diện không xong rồi chửi nhau trên nữa. Xuống dưới. Dạ. Nhóm khác lên đi. Rồi các em bắt đầu đi. Thank you.
Diễn tiếp đi em ơi, diễn tiếp đi. À, thầy xin lỗi các em tập trung lắm rồi sân khấu em. Dạ, dạ hết rồi thầy. Dạ hết rồi thầy. Đang diễn trên đường về đó thầy. Dạ. Rồi tụi em về tới nhà luôn rồi. Rồi tụi dạ. Em đợi lâu quá, đi rồi. Các em diễn ở trên cái đường về, không phải là ở trên sân khấu. Ý tưởng bài này là của ai? Của em. Xuất sắc. Xuất sắc. Thầy sẽ nhận xét riêng cá nhân. Dạ. Hai bạn nam theo nghề không được đâu. Sao thầy, em diễn em sáng tạo đàng hoàng, em chờ hoài em được mấy tiền em ra em đếm mà thầy. Thế đếm tiền này thầy nghĩ là em vừa cướp ngân hàng xong mà em ra công viên em đếm tiền đúng không? Không không thầy, còn em làm hòn giọng phu á thầy, đứng chờ chồng á. Chờ chồng chứ em là vánh nám mà em chờ chồng ái mà hiểu điều đó. Riêng chỉ có bàn tính thôi. Nhưng mà em cũng chờ, mấy bạn cũng chờ thì cũng phải là làm tốt hết. Đến cái nét của em ấy thầy cảm nhận được. Em diễn được chỉ là sâu sắc. Cái ánh mắt của em nó chỉ là chi tiết. Nhưng mà bài này thầy không nhận được. Nhưng mà nét diễn của em. Thầy! Em đừng có cãi thầy. Thầy ơi! Hay là thầy 16 là em phải bắt cặp hàng. Hai em nam là diễn chưa tốt. Riêng bạn nữ là tất cả lớp mình là phải học hỏi. Thì bạn thầy cao nè. Hiểu không? Hiểu không? Tị ơi! Dạ! Lên nói nghe nè. Dạ bà chủ kêu. Trời đất ơi. Đẹp quá phải không bà chủ? Gì mất hồn vậy? Cái hồn chủ em lựa muốn chết luôn mới ra được bộ đồ vậy đó chị. Lựa gần 2 tiếng đồng hồ đó, chứ phải dễ đâu bà nha. Trời ơi, tôi tưởng mà mới đi hội chợ lô tô về không đó bà nội ơi. Đẹp quá bà chủ ạ. Cái này là cái quần con nít má ơi. Cái quần con nít ra cỡ này 12, 13 tuổi thôi. Rồi cái nó cũ rồi, cái nó thải ra, nó đi nó chêm ba cái này vô nè. Nó bán ngược lại cho người lớn. Trời ơi, vậy mà thì mấy nhỏ đó nó gạt được bà thôi chứ không gạt được ai. Già lớn rồi ham lè lẹt. Mà trời nóng quá nè, coi nè. Đó, tôi mặc dây để tôi còn nóng nực nữa mà. Bà sao mà lớp trong lớp ngoài vậy trời ơi. Thì em cũng tính mặc ra mặc vô cho bà chủ nhìn cho nó vui, cho nhà mình nó sáng lên vậy thôi chứ. Tôi nói thiệt với bà, nhiều khi tôi suy nghĩ hoài không biết tôi chủ hay là bà chủ luôn á. Tôi là chủ là một ngày tôi thay 2 bộ đồ là tôi thấy tôi sốn sang rồi. Tôi thấy tôi thương cho bà, sợ bà giặt nhiều quá tội nghiệp bà. Còn bản thân bà ngày bà thay 4 bộ. Trời đất ơi, đi chợ về là bà vô nhà tắm 1 tiếng đồng hồ, bà tắm rửa xong bà thay 1 bộ đồ và nấu cơm. Bà nấu cơm mà dọn dẹp xong bà vô 1 tiếng đồng hồ bà tắm bà thay 1 bộ đồ nữa. Bà nấu cơm chiều xong trời ơi bà vô 1 tiếng đồng hồ nữa rồi để bà thay bộ đồ đặng tối bà đi ngủ. Trước khi bà đi ngủ bà tắm thêm nửa tiếng hồ đó bà mặc bộ đồ ngủ bà đi. Sao tôi nuôi bà tiền cơm tiền gạo không tốn mà sao tốn tiền nước quá bà Tị ơi. Khổ ghê vậy, không biết sao vừa lòng bà chủ. Chẳng qua là em cũng muốn làm sao cho cố gắng thay quần áo nhiều cho nó sáng, cho tâm nó sáng cho bà chủ vui. Mà bà chủ không muốn thôi, để thôi từ nay em điều tiết từ từ. Này đây tôi dặn đây nè bà nội. Dạ. Ơi nè, này lương của bà. Dạ nè. Cảm ơn bà chủ. Đó còn cái tiền này nè, á tiền thưởng phải không? Thưởng cái gì, tiền này tiền lấy cái áo cho tôi. Kìa có ai nhấn chuông kìa, trời đất ơi. À, dạ, đi dạ. Ra mở đi. Rồi dạ, để đợi chút bà chủ. Dạ. Cái gì mà kêu ồn dữ dạ, vậy? Dạ chào cô. Ừ. Dạ cô. Cô chào con. Vụ gì đây? Dạ cô có phải là giao đồ phải không? Dạ đúng rồi. Có giao đồ thôi à? Làm cái gì nói lung tung rồi làm gì nhìn ta từ trên xuống dưới à? Dạ không. Bực bội à. Oan gia. Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia. Oan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia. Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người.